mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh My Vlog. Hôm nay thì My muốn chia sẻ cho quý anh chị và các bạn chợ sỉ, chuyên sỉ về tất cả các loại hoa. Chợ này có tên là chợ Hồ Thị Kỷ. Đây thì mình đã vào bên trong chợ rồi nè các bạn. Vì đây là chợ sỉ hoa nên có rất là nhiều các loại hoa và người ta cũng đã có bó sẵn như thế này rồi nè các bạn. Rất là đẹp ha. Tươi ra thì ở đây còn có bán rất là nhiều những cái dụng cụ để mà cắm hoa hay là dây để mà trang trí nè các bạn. Ở bên trong này thì có rất là nhiều những loại hoa khác nhau. Giá cả thì cho mình là chợ sỉ rồi nên cái nguồn hoa rất là nhiều và giá thì cũng rất là tốt các bạn. Nên những anh chị nào mà mình cũng muốn tìm cái nguồn hoa để bán hoặc là mình tới đây để mình mua được giá tốt á, giá sỉ tốt á, thì mình có thể là ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ này ha. Những bó hoa lan treo rất là đẹp nha các bạn. Bên dưới này thì rất là nhiều hoa bi nhỏ đủ màu sắc luôn. Hoa cúc rất là đẹp luôn. Cả một con đường này thì hai bên đều là những cái sạp hoa các bạn. Mình đến đây thì mình tha hồ và mình chọn lựa ha. Đây, hoa hồng như thế này người ta bán bó hoặc là bán theo chục. Đây cũng là một quầy để bó hoa sẵn nè. Phía bên kia đường thì cũng rất là nhiều hoa luôn các anh chị. Đây rất là nhiều loại hoa khác nhau nha. Có một số loại hoa mình cũng không có biết tên nữa các bạn. Rất là đẹp luôn, có bó sẵn như thế này, người ta bán theo bó như vậy đó. Ngoài hoa này mình thấy có rất là nhiều sen luôn này các bạn. Rất là nhiều những hoa đẹp ha. Bình cắm hoa rất là nhiều luôn, đủ mẫu mã hết. Bên trong cửa hàng này hôm nay đóng cửa rồi các bạn, nhưng mà ở bên trong rất là nhiều hoa lan luôn ha. Hầu như ở đây là cái cửa hàng chuyên bán về hoa lan luôn, có những chậu lan hồ điệp rất là đẹp. Wow, cửa hàng ở bên đây đã bó sẵn những cái bó hoa, những cái chậu hoa rất là đẹp luôn nè các bạn. Cũng gần tới ngày Valentine, ngày 8 tháng 3 thì các bạn mà có nhu cầu muốn mua hoa thì mình có thể là ghé vào trong đây ha, để mà mình lựa chọn cho mình những cái bó hoa mà mình yêu thích nè, rất là đẹp luôn. Ở đây là quầy hoa khô nè, cũng có hoa tươi nè, rất là đẹp luôn các bạn.
giờ mình sẽ chạy một vòng trở ra lại nha các bạn. Cái bó hoa lớn to đùng luôn, rất là đẹp. Xin chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều bình an, may mắn, công việc làm ăn của các anh chị sẽ gặp được nhiều thành công, nhiều may mắn. Ở phía bên trong này còn một con đường bán rất là nhiều hoa nữa này các bạn. Đây là những cái bó hoa hồng ha, người ta bán theo bó như vậy đó các bạn, rất là nhiều, đủ loại, đủ màu sắc. Đứng gần lại mới thấy những cái bó hoa to đùng này rất là đẹp luôn. Bó hoa bi màu, cái màu nhìn rất là lạ này các bạn. Đây, những cái bó hoa được bó sẵn như thế này nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Có những cái chậu hoa cây nhân lượng nhìn rất là đẹp luôn nè các bạn. Đây là hoa cẩm tú cầu. Ở đây bán rất là nhiều hoa cẩm tú cầu luôn.